Là mà thờ thì là cúng ăn, cũng như cha mẹ của các con còn sống, ít ai cho ăn lắm. Dạ. Mà tới chừng chết rồi cái cúng. Làm đám giỗ linh đình. Bữa đó vợ mình bên kia bó chổi, mình bên đây vô rượu mặn bên đây. Dạ. Cái cháu nội nói, ông nội ăn hai trái xài. Tôi nói thôi con đem lên bàn thờ đi, con cúng thì chút ông nội ăn. Dạ. Cái nó quăng đốt nhà đồ cúng. Ăn cái bà thì thích sống hòa mình, phê bình, xây dựng, học hỏi, tiến bộ. Luôn luôn lắng nghe và sửa không sao. Ai tốt với xã hội là bạn của ta. Dạ. Ai chỉ sai ta là thầy ta. Không có mặc cảm. Dạ chào cô bác quý anh chị ạ. Thì theo cái hành trình gông gũi hôm nay, Bùi Hồ đang có mặt tại Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ để tìm về nhà ông Sáu. Ở đây người ta gọi là người dân ở địa phương ở đây người ta gọi là ông Sáu Tia. Vậy thì hôm nay đến nhà ông Sáu, ngoài cái việc mà ông Sáu sản xuất được rượu mận thì có một cái rất là độc đáo. Thì để biết được cái độc đáo nhà ông Sáu thì xin mời cô bác quý anh chị cùng theo chân của Bùi Hồ đi đến một cái nơi rất là đặc biệt, và chắc chắn là sẽ cô bác quý anh chị sẽ rất là bất ngờ về điều này. Dạ, con chào ông Sáu. Ông Sáu ơi, hôm nay thì con có dịp về Thốt Nốt Cần Thơ này để con gặp ông, để mà ông cháu mình trò chuyện. Với lại một điều đặc biệt là con nghe báo đài nói là ông có một cái lập cái bàn thờ cho mình sẵn. Chưa chết mà chú Sáu lập cái bàn thờ. Dạ. Bởi vì nói lên cái thể hiện cái tấm lòng của mình cho mọi người biết. Dạ. Tại sao phải lập bàn thờ. Dạ. Và những hình ảnh trên đó là chú Sáu cũng để mỗi tấm hình là một kiêu chữ. Dạ. Cho nên chú Sáu thấy cái tệ nạn xã hội thế nào, Sáu muốn cộng lại với đất nước của mình. Chú Sáu là một người nhân vật nhỏ bé ở vùng nông thôn. Dạ. Cho nên đối với nhà nước mình thì cũng muốn bài trừ tệ nạn xã hội. Dạ. Cho nên từ chỗ đó Sáu mới làm cái bàn thờ để thể hiện được những tấm hình và những kiểu chữ. Dạ. Nói lên đó để đả phá cái xã hội, tệ nạn xã hội, những cái tệ nạn, những cái xấu của xã hội, và tôn vinh những cái tốt hay không sao. Một cái là mê tín dị đoan. Dạ. Mình làm cái bàn thờ. Dạ. Mà coi có chết hay không. Cái thứ hai nữa đó là khi cha mẹ còn sống á. Dạ. Mình không cho ăn chết cũng có nghĩa gì. Bây dạ. giờ Sáu còn sống cứ cho ăn đi. Dạ. Chết bỏ. Vậy là hai cái ý nghĩa. Khi ông Sáu lọc một cái bàn thờ là cái như thế. Cái đó là một ý nghĩa gọi. Dạ. Là mê tín dị đoan. Dạ. Nhưng cái nữa là cái hình ảnh đó. Dạ. Thì chú Sáu mới để thể hiện được cái tấm hình chứng giữa thì hình gì. Thì dạ. con muốn vậy thì con vô con coi. Dạ. Những hình nghe ông Sáu nói con tò mò quá, theo chân của ông Sáu mới được. Dạ. Ông Sáu có một cái ánh bóng đèn treo ở đây. Ở đây là cái cũng có cái chân hương đồ hả ông Sáu? Có chân hương đâu. Dạ, còn cái dĩa này là mình để trái cây rồi đó. Trái cây đồ đó không sao? Nếu mà con cháu có cúng gì đem bên đó thì đốt nhang lên. Dạ, vậy con mời ông Sáu qua bên kia có thể giải thích cho con ý nghĩa của rồi, từng tấm hình đó ông Sáu. Cái hình ở trên đó. Dạ. Thì để cái hình của mẹ mình đã qua đời rồi, cha mình cũng đã qua đời rồi. Thì nước biển mênh mông không đâm đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Dạ. Để nhắc cho những người có cha có mẹ, ai cũng phải có nguồn gốc. Dạ. Có cha có mẹ, ông bà và mới có mình. Thì như vậy phải biết nguồn gốc. Dạ. Cho nên phải tôn kính. Còn thứ hai nữa là cái mê tín dị đoan hồi nãy Sáu nói đó. Dạ. Là bàn thờ này mình đốt nhang thử có chết hay không. Không chết thì đó nghĩa là mình nói lên cái đạo đức của con người đối với ông bà cha mẹ và kể cả xã hội luôn đó. Rồi cái thứ hai nữa là mê tín dị đoan đã phá cái làm bàn thờ mà không chết để dạ. đã phá cái mê tín dị đoan trong cộng đồng xã hội. Dạ, có nhiều người thì người ta mê tín, ta nói làm bàn thờ xong chết hay không sao ha. Mê tín dị đoan. Dạ. Cho nên đã phá cái đó rồi. Rồi qua cái phần thứ hai thì tệ nạn xã hội trên mặt đất này nó có những cái linh tinh. Dạ. Cho nên chẳng hạn như cái hình chứng giữa thì để là ráng tu thân trách đức, hầm chết để gia, người ta chết để tiếng. Ý muốn nói là nhắc nhở con người nên làm tốt. Dạ. Nhắc nhở con người nên làm tốt. Còn hình này á thì để là sống tranh giành quyền lợi, chết không mang theo sự nghiệp xè hai bàn tay, có nghĩa là không có mang theo. Để cho họ sống trên mặt đất này nên thương yêu và đùm bọc lẫn nhau, đừng có cái gì mà nghĩa là danh lợi mà hại lẫn nhau hoặc lấn ganh đất rồi chứ. Dạ. Rồi đã phá những cái chuyện đó. Còn cái hình này thì tôi nói là thế nào tôi cũng chết, quá khứ dễ dàng kế thừa phải xứng đáng để noi gương những người tốt. Rồi coi cái hình bên đây thì tôi để bên đây nhuộm đen, bên đây là bạc, tôi để là đời đen bạc, thế gian có một không hai, đụng qua thực tế đắng cay trăm bề. Nó con thấy bây giờ con ra đời con đụng qua thực tế đi, đắng cay trăm bề, con đụng xã hội cộng đồng, đụng làm ăn này, cái đụng pháp luật hay đụng với con người, con thấy đắng cay trăm bề. Dạ. Còn bây giờ trong xã hội này thì ba cái đứa nhỏ nó ham quýnh lộn quýnh đảo rồi đó, thì Sáu muốn chụp hình gì
đó, cung tay quýnh lộn để là ăn chơi quậy tối đa, tí á má mày nhìn không ra. Ý muốn nói cái chỗ là khi nó quậy quạng vậy nó ít lợi gì đâu. Dạ. Nó mang hại vào thân. Dạ. Cái đó là tớp nhỏ, còn dạ, tớp bên đây là xã hội đen lớn. Dạ. Để chữ là ai ơi nhìn thấy năm cam anh ta còn chết mình ham nổi gì. Dạ. Cái hình nó cũng giống do giang hồ rồi ha. À, giang hồ. Dạ. Cái này cái tớp kia là tớp nhỏ. Dạ. Tớp nhóc. Và tớp này tớp anh chị bự, năm cam rồi đó. Dạ. Bởi nói là ai ơi nhìn thấy năm cam anh ta còn chết mà mình ham nổi gì. Đừng dạ, bắt chước vợ anh năm cam. Dạ. Đừng bắt, không hay. Cái gì mình giúp đỡ nhau được thì cứ giúp, chứ không nên gây hấn, gây thù, gây quán trong xã hội cộng đồng. Cái kỳ chuyện lớn mình hóa quá làm nhỏ hay làm sao ha. Ta nói vậy nè, dạ, nắng mưa là chuyện của trời, phải quấy là chuyện của người chúng ta. Cho nên tất cả cái gì mình phải biết phải quấy. Dạ. Chứ đừng nói ngang ngược. Dạ. Còn ganh đất cái đồ này đó, tranh giành quyền lợi, danh lợi tình, tranh giành mà chém giết lẫn nhau đó. Con thấy bây giờ trên mạng rồi đó, dạ, đài phát thanh truyền hình rồi đó, thì cũng có nói là tệ nạn xã hội bây giờ nó tranh giành, nó giết với nhau, anh em ruột, anh em ruột, dạ, mà cũng giành quyền, giành đất, giành cát mà chém với nhau lên tòa, kẻ thì chết, người vào tù. Dạ. Cho nên chú sống để câu gì, sống thì tranh giành quyền lợi. Dạ. Nhưng mà chết không ăn theo, để nhắc, dạ, nhở cho những anh đó. Dạ. Có làm những chuyện xấu xa địa thiện. Dạ. Cho nên á, chú sao không biết làm sao, cho nên làm cái bàn thờ vậy để nói lên những cái tấm lòng của mình, để bài trừ mê tín dị đoan và đả phá cái tệ nạn xã hội trên mặt đất này. Dạ. À, ý chú Sáu cũng vậy. Còn xác chú Sáu nè, bây giờ hiện nay đang đứng với con về cho xác chú Sáu hiến cho Đại học Dược rồi. Dạ. Nó hiến năm sau năm nay rồi. Dạ. Thì khi qua đời thì ở dưới lên sẽ nhận. Dạ. Lấy cái xác mình đã ướp, dạ, bạc môn gì đó, dạ, nó ngâm rồi nó nghĩa làm cho xác không có bị sình thúi lên. Dạ. Để rồi nó mổ, nó dạy cho sinh viên. Đang cho dạy cho sinh viên thực tập. Dạy cho sinh viên. Dạ. Vậy đó. Đây nè, Sáu cho con coi tấm hình. Dạ. Ông Sáu ơi, mỗi cái một cái tấm hình như thế, cái này là còn trẻ. Đúng rồi, này là hình tượng trưng cho cái câu nói đó thì ông cái biểu thị là cái tóp nhỏ. Tóp nhỏ nó ham quậy đó. Dạ, bên đây thì đen bạc đó, thì ông sẽ một bên màu màu trắng, một bên màu đen. À. Rồi đen bạc. Còn cái này là hiền hậu không Sáu ha? À, cái đó ráng tu thân chết đức. Dạ. Để da người ta chết. Dạ. Còn cái này là hai bàn tay trắng. À, hai bàn tay trắng, chết không ăn theo suy nghĩ, hai bàn, dạ, tay trắng. Dạ, còn cái này là ông Sáu, cái câu mà danh ngôn của ông Sáu luôn, cái này là của ông Sáu luôn. Dạ. Cũng chết. Dạ. Còn quá bên, khứ dễ dàng kế thừa. Còn bên đây là một cái hình coi như là bịt bợm tí xíu không Sáu? À, bịt bợm. Dạ. Hung hăng. Hung hăng tí xíu. Đội nó nghĩ mang kiếm đen xăm hình con cọp, con ó rồi trên cổ thôi. Dạ. Rồi cái dĩa đó là mình để trái cây để cho, để có khi con rồi cháu mình nó cúng đem qua đó. Dạ. Rồi nó cúng cho mình cái mình chúc mình ăn để thấy được cái người còn sống á. Dạ. Nè, lễ tri ân những người hiến xác. Ồ. Ha, cái chú Sáu hiến rồi. Dạ. Đó, bên đây là sinh viên ngành y. Dạ. Ra trường bác sĩ không đó, đứng phía sau, còn chỗ này là các bạn vinh dự nha. Dạ. Ngồi đây. Đó, rồi sinh viên vậy đó. Dạ. Biết mấy ngàn em học, dạ, trường y. Rồi đây là bàn thờ tập thể. Mà Tết năm nào cũng Sáu xuống dưới. Sáu đại diện cho trên 500 hồ sơ hiến xác. Sáu nói chuyện. Dạ. Vậy năm là cái đó rồi, là ở Cần Thơ hay cái thành phố? Đại học Y Dược, thành phố Cần Thơ, Đại học Y Dược. Dạ. Vậy là ông Sáu đã ký hiến xác năm năm trước rồi. Có giấy tờ đây luôn. Dạ. Có hiến rồi. Ông Sáu phải nói là sống cho đất, hy sinh cho nhân loại luôn ông Sáu. Kể cả thân xác của mình. Ừ. Ông Sáu ơi, cái bàn thờ như thế này là ý tưởng đó từ cái đã phá cái sự mê tín dị đoan. Ừ. Cũng như phản ánh những cái thực tế của cái xã hội, ừ, những cái mặt trái của cái xã hội. Ừ. Vậy thì từ đâu mà ông Sáu lại có ý tưởng ông Sáu lập cái bàn thờ như vậy ông Sáu? Bởi vì Sáu thấy á, là cái đất nước của chúng ta nói về mê tín dị đoan với tệ nạn xã hội thì nhà nước không thích rồi. Dạ. Mà cộng đồng xã hội cũng không thích luôn. Dạ. Cho nên mình muốn làm như vậy đặng mình nói lên. Dạ. Để cho ai ở trên đây nhìn thấy đó mà để ăn ở đời. Dạ. Đó. Có cái cảm tưởng mình thấy vậy nè đó. Dạ. Là ăn ở đời. Rồi bây giờ phóng viên báo đài có hình ảnh chút chú Sáu cho con coi báo luôn. Dạ. Rồi bây giờ thì nói chung là đài truyền hình á. Dạ. Biết bao nhiêu đài. Dạ. Nói là chừng nào chú Sáu làm đám giỗ. Chú Sáu dự định làm đám giỗ chắc mời cũng 10 bàn, 20 bàn. Làm đám giỗ lúc mình còn sống luôn không Sáu? À, làm đám giỗ còn sống. Lúc mà ông Sáu lập đến cái bàn thờ đó đến nay là bao nhiêu năm rồi? Chắc cũng chắc cỡ 5-6 năm rồi ạ. Lúc mà ông hiến xác là ông cũng có lập bàn thờ này luôn? À, có làm bàn thờ luôn. Dạ. Nói con nghe, bây giờ thay vì mình làm đám giỗ. Dạ. Thì báo đài lại đây chuẩn bị cho mình rồi hết. Dạ. Trơn.
Thì như vậy đó, mình lại mình nói đám giỗ ý nghĩa. Dạ. Ha, ý nghĩa cái đám giỗ đó, rồi mời quan khách lại ăn uống để cho mọi người rầm rộ, họ biết, họ quảng bá ra cái chuyện này. Dạ. Để cho cái xã hội bị gì, nói chung nó tốt đẹp hơn. Nó tốt đẹp hơn. Dạ. Chứ sao bây giờ sao thấy cái đạo đức của xã hội này bây giờ nó càng ngày càng đi càng xuống. Ngày càng đi xuống, xuống. Dạ. Hoài, cho nên xã không biết làm thế nào. Mình dạ. là một nông dân nhỏ bé, chứ đâu phải mình có làm quyền lãnh đạo gì cấp bự đâu mà mình bài trừ. Dạ. Đó, cho nên mình thấy vậy đó, cho nên mình mới phải thể hiện cái này để đả phá những cái tệ nạn xã hội và mê tín dị đoan. Dạ. Ông Sáu ơi, cho con hỏi như thế này, là lúc mà ông Sáu lập cái bàn thờ như thế này nè, thì vợ ông Sáu với lại con cháu của ông Sáu có phản ứng gì không? Có phản ứng. Có nghĩa là trong gia đình này nói thứ nhất. Dạ. Nói thứ nhất là mình làm đây rồi chết. Dạ. Cũng còn mê tín dị đoan. Dạ. Rồi bây giờ cũng như bây giờ chú Sáu làm một thờ này là cúng ăn, cũng như cha mẹ của các con còn dạ. sống, ít ai cho ăn lắm. Dạ. Mà tới chừng chết rồi cái cúng. Làm đám giỗ linh đình. À, bữa đó vợ mình bên kia bó chổi, mình bên đây vô rượu mặn bên đây. Dạ. Cái cháu nội nói, ông nội ăn hai trái xài. Tôi nói thôi con đem lên bàn thờ đi, con cúng tiền chút ông nội ăn. Dạ. Cái nó quăng đốt nhà đụng cúng, ăn cái bà vợ bà hơi ganh chút xíu. Bà nói chẳng bằng còn sống làm vậy đang cho con cháu nó cúng ăn. Rồi mình mới nói với bà một câu. Bà nói vậy chứ chừng nữa bà chết đi, nó cúng bà tôi ăn mẻ gì đó. Dạ. À, còn tôi vậy nó cúng tôi ăn à. Dạ. À, vậy đó. Ghê quá, vậy quá ông Sáu, quá vui tính. Ờ, vui tính. À, cái ông Sáu là một cái châm ngôn mà ông thích nhất trong cái cuộc sống của ông là hiện nay là gì ông Sáu? À, châm ngôn thì mình nói như vậy. Mình khi mình chảy đầu cho trong kiếm mình thấy đồng mình bạc. Dạ. Cái mình nói nhớ thở nào xanh tóc. Dạ. Tóc xanh nay đã bạc. Dạ. Chứng tỏ tuổi đã già. Dạ. Sắp sửa theo âm bà. Dạ. Phải làm gì để lại. Dạ. Giữ hậu quả mai sau, nhớ muôn loài có thở, rồi thở ấy ra đi. Dạ. Đừng làm chuyện ngu si để người đời khinh bỉ. Dạ. Còn cái bản thân á, thì thích sống hòa mình, phê bình, xây dựng, học hỏi. Dạ. Dạ. Tiến bộ, luôn luôn lắng nghe và sửa không sao? Ai tốt với xã hội là bạn của ta. Dạ. Ai chỉ sai ta là thầy ta. Không. Dạ. Có mặc cảm. Ồ. Không có mặc cảm. Dạ. Ông Sáu ơi, trong cái ngôn từ của ông Sáu đó, còn thấy với lại những cái câu châm ngôn của ông Sáu là thơ là nhiều. Vậy thì cái công việc trước đây là ông Sáu là làm gì? Bây giờ trước mắt thì ông Sáu bây giờ muốn khi qua đời. Dạ. Để lại cái tiếng thơm danh tốt. Dạ. Cho nên trong những thời gian vừa qua thì Sáu cũng có làm từ thiện một phần nào thôi, nhỏ. Dạ. Nhỏ. Nhưng mà gần đây thì chú Sáu mới nghiên cứu qua cái vấn đề rượu mặn, bị gì thấy. Dạ. Nông dân của Việt Nam mình đã trúng mùa rớt giá. Dạ. Trúng giá rớt mùa là điều thường tình mà đôi khi không có người mua. Dạ. Cho nên chú Sáu thấy vậy mới làm nghiên cứu ra một sản phẩm chế biến từ trái mận. Đầu tiên là ý tưởng mình làm cái sản phẩm nào chế biến từ rượu mận. Dạ.